Ferrari Việt Nam chối bỏ trách nhiệm trong vụ tai nạn siêu xe 488 GTB ở Hà Nội. Sáng nay, mùng 4 tháng 8, Ferrari Việt Nam đã có câu trả lời chính thức về trách nhiệm liên quan đến chiếc Ferrari 488 GTB bị tai nạn ngày 21 tháng 7 ở Hà Nội. Theo đó, đại lý phân phối và là trung tâm dịch vụ chính hãng của Ferrari tại Việt Nam đưa ra các thông tin không có sự khác biệt so với câu trả lời tới báo Vietnamnet vào chiều ngày 24 tháng 7 trong bài viết Ferrari Việt Nam lên tiếng về vụ tai nạn. Dưới đây là câu trả lời của Ferrari Việt Nam. Do khoảng cách địa lý, Supreme Auto từng sử dụng địa điểm nhà xưởng của công ty ô tô Bắc Âu Hà Nội, Volvo Hà Nội để tổ chức những chương trình dịch vụ dành cho các khách hàng ở Hà Nội, chương trình do các kỹ thuật viên đã qua huấn luyện của Ferrari thực hiện. Chiếc xe của khách hàng đã được lưu giữ tại khu vực nhà xưởng của công ty ô tô Bắc Âu Hà Nội sau khi gặp sự cố kỹ thuật. Supreme Auto đã đồng ý cung cấp phụ tùng dây cua loa và đề xuất với khách hàng các phương án sau. Phương án 1. Chờ nhân viên kỹ thuật của Supreme Auto cung cấp dịch vụ tại Hà Nội, thời gian chờ có thể vài tuần, hoặc phương án 2. Chuyển xe vào sửa chữa tại trung tâm dịch vụ Supreme Auto. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, khách hàng không yêu cầu Supreme Auto thực hiện dịch vụ sửa chữa nào với chiếc xe này. Như vậy, một lần nữa, Ferrari Việt Nam, Supreme Auto vẫn khẳng định sự không liên quan trực tiếp tới chiếc Ferrari 488 GTB của anh Hát, bất chấp những bằng chứng mà chủ xe này đưa ra về quá trình tương tác, làm bảo dưỡng một thời gian dài với công ty này.